của các anh chị và các bạn. À, xin chào và chào mừng quay lại với một giải pháp hình ảnh từ Canva Techwin Việt Nam. Thì đây là một cái hôm nay cũng giới thiệu giữa Wellness Way VMS cùng với hệ thống quản lý tòa nhà. Thì trong cái giao diện này cho phép anh chị và các bạn có thể gửi nhận các báo động sự kiện gửi module. Cái giải pháp này là của comment thì nó sẽ sử dụng trên cái phần phần MLC kết hợp với cái application program rất là phổ biến hiện nay và rất là dễ dùng. Facebook thì những cái API các anh chị và các bạn có thể ứng dụng rất là linh hoạt và gọn nhẹ bởi những cái hàm được tích hợp sẵn thông qua cái những cái trình cắm trên web. Cái rộng và sử dụng cái logic BLC thì các anh chị và các bạn rất là dễ dàng tạo ra các giao diện riêng lẻ mà không cần đến cái kỹ năng lập trình phức tạp, mà mang đến cái sự đơn giản là bạn không cần phải là chuyên gia chuyên viên về lập trình thì cũng có thể lập trình được. Và cái phương pháp thực hiện rất là đơn giản, chỉ cần kết nối các nút bấm và bạn đã sẵn sàng để kết nối. Đây là cái phương pháp được thiết kế để kết nối hai chiều. Wellness Way có thể được kết nối với của cái cụm module cụm ELC như là KNIS, hoặc bớt SNMP hoặc lại khi mà tích hợp là tích hợp quay mức cao với cụm ELC tự động trao đổi dữ liệu, kích hoạt những cái trạng thái, những cái hành động cũng giống như là đặt hành động trên hệ thống, đặt cái sự kiện, đặt những cái event. Để mang lại là hoạt động hiệu quả và nâng cao cái tính năng an toàn liên lạc giữa các hệ thống, giữa hệ thống an ninh và những cái hệ thống quản lý trong tòa nhà. Hệ thống thông minh, cái hệ thống liên lạc và an ninh tích hợp với nhau, đây là một cái điều kiện cần thiết để nhiều thành phần khác nhau trong một tòa nhà hoạt động một cách suôn sẻ hoặc là trong việc trao đổi các dữ liệu này liên tục cho phép hệ thống trao giữa Wellness Way của Canva cũng giống như là các hệ thống trong tòa nhà có thể sử dụng những cái tính năng cung cấp cái giải pháp an ninh tốt nhất và những cái chức năng có thể thực hiện được. Thứ nhất là gửi báo động tất cả những cái sự kiện đến cái nền tảng Wellness Way. Tức là ví dụ một người nào đó thực hiện một cái cuộc gọi khẩn cấp hoặc một đầu vào kiếm nút nhấn khẩn hay là cái trạng thái cửa, trạng thái này sẽ được gửi đến Wellness Way. Thứ hai là nhận báo động cả những cái sự kiện. Ví dụ như là mình có một cái sự kiện từ cái hệ thống BA hay là cái kiểm soát đầu vào ra cho cửa cổng thì cũng sẽ được gửi đến Wellness Way. Ví dụ như mình có một cái cửa mình mở ra thì cái tín hiệu này cũng sẽ được gửi đến cái nền tảng Wellness Way. Một cái lợi thế khác là kết nối dữ liệu hai chiều an toàn thông qua giao thức HTTPS. Kế đó, Wellness Way có thể truy cập và kiểm soát tất cả các thành phần trong mô đun này, giao diện từ những cái ứng dụng giao thức gọn nhẹ đến những cái thiết bị công nghiệp. Rộng và linh hoạt, Wellness Way sẽ kết nối đến mô đun cầm BNC. Từ cầm BNC thì chúng ta có thể kết nối đến khác nhau như là bớt, khen, nếp, SMB. Như là một ví dụ, bạn có một cái cuộc gọi từ một cái bảng đo con, hay nói một cách khác là các bạn gọi đặt ở cái ngoài trung tâm đó.
tòa nhà thì ngay lập tức tín hiệu này sẽ được ghi nhận ở wireless WAN là cái tín hiệu chiều đi thứ nhất từ thiết bị đầu, và một cách khác từ thiết bị cuối. Nếu như bạn phát hiện có một người ở cái khu vực hành lang ngay tòa nhà ngay sẵn chờ mà không phải là người dân hay là người cấp ở cái khu vực cho phép, bạn cũng có thể thực hiện cái cuộc gọi từ wireless WAN đến cái bộ gọi cửa đặt ở phía ngoài sẵn để có thể liên lạc được với người ở ngoài sẵn. Các phương án trao đổi hai chiều truyền thông rất là nhanh, bạn có thể trao đổi ngay lập tức. Thì mở rộng ra với những cái thành phần khác như là những cái thiết bị nhà với lại cây anis cũng có thể hoàn toàn trao đổi được hai chiều. Cái giao diện hai chiều thì kích hoạt thì trên wireless WAN có tích hợp cái dạng nút bấm tư vấn màn. Khi bạn click vào cái giao diện màn, lập tức phần màn sẽ gửi HTTP đến bản đầu cửa video intercom. Ngay lập tức người ở cái khu vực bản đầu cửa nhận được cuộc gọi ngay lập tức, có thể trao đổi điện thoại hai chiều kể cả hình ảnh và âm thanh giữa cả trung tâm quản lý vận hành và cái vị khách đứng ngoài cửa rất là dễ dàng. Và kế đến mình muốn trình bày với các bạn về cái cũng như là một cái mô hình ví dụ là tích hợp giữa wireless WAN và một cái bảng gọi cửa lắp đặt ở phía bên ngoài của một cái sản phẩm. Thì hiện nay như các bạn nhận thấy thì trên thị trường thì hầu hết những cái tòa nhà hay căn hộ phức hợp thì đều được trang bị những cái hệ thống bản đồ cửa đến từng khu dân cư, có thể gọi từ sẵn đến khu dân cư đến bảo vệ hệ thống liên lạc nội bộ. Xin được giới thiệu một cái ví dụ được tích hợp của wireless WAN một cái bản đồ cửa. Ở đây thì mình sẽ dùng điều khiển từ xa WAN đến một cái bảng gọi cửa thông qua một cái chức năng. Thì bạn có thể thấy một cái bảng gọi cửa mình đặt ở khu vực bên phải, và đây là một cái module buồng để kết hợp. Thì mình sẽ sử dụng một cái giao thức HTTP để liên hệ. Thì bạn có thể thấy là một cái camera ở bên phía bên trái, thì mình muốn ép một cái camera trên bảng gọi cửa vào WAN và dùng cái nút bấm màn ở trên WAN để gọi cái bảng gọi cửa này. Có thể thấy ở đây vì sao mà mình không có hướng dẫn cái cách ép cái camera ép hay nói cách khác là thêm cái camera trên cái bảng gọi cửa. Bảng gọi cửa ở đây và cái phần mềm WAN. Vì WAN ở đây là hoạt động rất là dễ dàng và hoàn toàn tự động. Bạn chỉ cần ở wireless WAN thì ngay lập tức WAN sẽ phát hiện những cái thiết bị nào trong cùng hệ thống mạng ra trên bảng gọi cửa, thì WAN ngay lập tức sẽ phát hiện và add camera vào WAN. Bạn chỉ cần thực hiện cái thao tác là nhập vào cái ID và cái password của cái thiết bị bảng gọi cửa này thì bạn đã sẵn sàng hoạt động và không cần phải làm những cái thao tác gì cả. Thì khi đến cái phần thiết lập, thì ngay lập tức thiết lập thì bạn tạo một cái trigger. Trong cái phân vùng làm việc của WAN thì bạn sẽ có hai cái vùng làm việc là vùng event, tức là những cái gửi những cái sự kiện và cái action là cái những kích hoạt mà bạn muốn gửi ra ngoài. Nôm na là event là một cái nút bạn tạo ra, có nghĩa là bạn click vào một cái nút thì sẽ làm cái hành động gì đó. Event ở đây thì mình sẽ chọn hoặc là khi có một cái nút bàn, tức là set trigger ở cái vị trí bảng gọi cửa. Cái bảng gọi cửa ở đây mình đặt là ID 5. Có
sẽ có xuất hiện giá trị là ở trên tất cả những cái người dùng, rồi người dùng khác nhau, người dùng khác nhau, hay là bạn phân quyền chỉ có những cái người dùng nào trong nhóm mới được sử dụng, thì mình sẽ chọn cái tính năng Reverse to. Cái đó là cái tên, ví dụ bạn có thể đặt tên ở đây là cái bản đồ cửa ở sảnh 1, sảnh A, hay là khu bảo vệ. Kế đến là bạn có thể chọn cái biểu tượng. WhenXway thì cung cấp cho bạn rất là nhiều cái biểu tượng khác nhau để bạn chọn những cái tác vụ phù hợp. Và kế đến là cái lịch, bạn có thể xét cái lịch là cái lúc này có thể bấm được trong khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào. Kế đến là cái hoạt động, thì hoạt động là làm cái gì đó, thì ở đây là một tiết hợp là gửi một cái lệnh HTTP. Và cái lệnh này á, bạn có thể thiết lập là gửi ngay lập tức, hay là độ trễ, hay là như hay là bao lâu mới gửi, hay là bấm một lần thì sẽ gửi ngay lập tức, và bấm một lần là sẽ gửi ngay lập tức. Rồi kế đó là về cái địa chỉ của cái bạn gõ cửa. Rồi tiếp theo là ID, password. Thì tùy theo cái mức độ security thì bạn có thể chọn ở đây, ví dụ bạn sử dụng HTTP thì bạn chọn basic, nếu bạn chọn HTTPS chọn cái mức độ cao hơn. Rồi cái loại yêu cầu là mình sẽ chọn một cái cách tự động, thì ngay lập tức bạn gửi hay làm sao bạn bấm vào cái nút set picture đó, thì cái WhiteNetWay sẽ thay bạn trong cái password, hoặc sẽ điền một cách tự động. Đây, ở đây khi mà mình click vào cái nút màn ở đây thì bạn có thể thấy là cái bảng rồi sẽ xuất hiện cái cuộc gọi và chuông cũng sẽ kêu lên. Cái người ở ngoài cái sảnh có thể chạm vào để đàm thoại hai chiều. Hay khi click vào cái subscriber thì cái trạng thái cửa ở đây sẽ thay đổi. Chuông cầm thời chuông sẽ kêu lên. Thì họ có thể giao tiếp trực tiếp hai chiều với lại cái nhân viên an ninh, hay là cái vị khách đến thăm cái khu vực tòa nhà có thể giao tiếp được hai chiều. An ninh phải đến cái khu vực đó một cách trực tiếp, hay là cần phải chuyển đổi qua một cái hệ thống phóng viên để thực hiện cái cuộc gọi. Dạ rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe các phần chia sẻ của mình. Dạ rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của Phước. Thì không biết là trong quá trình mình trao đổi thì các bạn có câu hỏi nào thì vui lòng để lại trên cái mục Q&A, thì chúng tôi sẽ rất là vui sẽ được trả lời cho các bạn thông qua cái mục Q&A. Hoặc là có những cái nhu cầu khác thì vui lòng đại diện với vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Hanwha Techwin hoặc là Hanwha Techwin Việt Nam để được hỗ trợ. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn một ngày vui vẻ và sức khỏe ở những cái giải pháp điều tra từ Hanwha Techwin Việt Nam.